Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Hội Phát Khiêm. Thì đến với lại cái leak account support của Đại Thế Giới 1 á, thì hôm nay mình sẽ làm video clip về account Minh nha mọi người. Account này hồi xưa tên là Cảnh Độc, hồi xưa thì là khá là yếu nhưng mà bây giờ khá là mạnh luôn nha. Thì do tại vì là chỉ số vẫn chưa có thể để lộ được á, tại vì vẫn còn đang khá yếu á, nên là mình sẽ cho mọi người coi đồ và test dam thôi nha mọi người. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau coi nè. Rất là đẹp nha, cái set này là set set gì mà trời mưa xuống luôn nè. Để mong hỏi cho mọi người coi. Hàng cao Minh đang sở hữu mức trang bị là 1.576k trang bị, cường 1.600.000 nè mọi người. Chắc đợt này làm luôn cường hóa với lại một ít ngọc nữa là sẽ lên. Hàng cao này là hiện tại đang để là 5.900.000 máu nha mọi người. Còn mấy cái chỉ số kia thì mình không có bật mí được, tại vì nâng điểm mà mỗi hàng cao thì mình sẽ có những cái bí mật riêng, nhiều khi người ta cho phép thì mình mới làm được. 19k2 xuyên thích nè, giảm xuyên thích là 5k9, đây là cái thuộc tính nha. Rồi, đọc câu mình bật mí là hơn 34k nha mọi người. Đây, thì chúng ta cùng nhau soi đồ. Một chiếc trùng lâu ngọc, chân trùng lâu ngọc có viên kép 88 luôn. Trùng lâu giới, đồ công thì đã full xuyên thích là 19k2 rồi, đồ thủ thì chưa, đồ thủ thì còn khá là nhiều. Chân trùng lâu giới, chân hoa, trùng lâu đới, chân thủ, trùng lâu uyển, trùng lâu kiên siêu cấp, trùng lâu khôi, thần khí 9 sao, chân giáp, chân liên. Vậy là ạc này là thiếu chân khôi với lại chân uyển. Ám khí 8 sao, toàn mỹ 1185, lâm văn thì 9 sao là điều chắc chắn rồi. Lệnh bài là 3 dòng nội công cơ bản 10%, ạc này cũng đi nội luôn nha mọi người, đi một ít nội. Vẫn còn một ít ngọc 7 và kép 66. Rồi võ hồn, võ hồn toàn mỹ 898 điểm. Hiệp ứng cấp 100. Chân nguyên là chắc chắn là full chân nguyên vàng chính rồi. Ok. Thần đỉnh là chắc chắn mát. Mát là 2643 thể với lại 2290 thuộc tính. Đấy, 2643 thể và 2290 thuộc tính. Bạo giám là cấp 82 khá là cao luôn. Võ ý là cấp 105. Thú cưỡi là có hắc thiên mã, cánh hồng, cánh đen. Thần khí là 2 chiêu cấp 10, 1 chiêu cấp 6. Bét thì có bét củ lê phụ thể nè, cái BK cái thứ. Nói chung là bét hàng này đẹp lắm. Rồi, bây giờ mình sẽ đi test dam cho mọi người coi nha. Mặc dù là mình không có tiết lộ được chỉ số nhưng mà mình có thể cho mọi người coi dam cũng như là soi đồ. Khi nào mà ạc này đến mạnh đến một mức có thể thì có thể là sẽ hé lộ cho mọi người được. Hồi xưa Cảnh Độc lúc mua về là 28k5 xanh, bây giờ là đã hơn rất là nhiều. Mình sẽ test dam vào ạc cao acid nha mọi người. Đây, test dam vào ạc cao acid cho mọi người nha. Đầu tiên thì mình sẽ test dam F1 trước. Set này đẹp ghê luôn ha. Trời, sao con acid nó tự quấn mình luôn vậy? Tự quấn chưa có tu hết hồn, tưởng ai điều khiển. Rồi mình test dam F1 trước nè. Hồi viết không mà mọi người không biết dam bao nhiêu. Dam F1 của mình là tầm 8x. Tiêu do độc mà dam như vậy đó, tôi nhảy lên 10x luôn. Tiêu do độc mà dam như vậy là rất là ok. Khi mà nếu mà hàng này chuyển qua tinh túc thì mình nghĩ là rất là mạnh luôn á. Đấy, mình sẽ boost cái skill lên, nó sẽ có một cái skill tăng dam. À đây, bỏ ý trầm phong cái tiêu này nó sẽ tăng 30% dam, thì chắc có thể nó sẽ lên tới 13 ý đó mọi người, để coi là phải không. Đó, 12 ý, 14 ý luôn, đã không, ý thì boost liên tục luôn. Tại vì acid kháng độc,
Đó, axit là 3 triệu rưỡi máu nhưng mà mình bắn chết rất là lẹ luôn. Ok, như vậy là mình đã soi xong cũng như là test cam xong mạng Garmin cho mọi người coi rồi đó. Nếu mọi người thấy thích nhân vật này cũng như là thấy thích video clip này và ủng hộ Hỏi Phát Hiền thì để lại cho mình một like và một đăng ký kênh nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và hẹn gặp lại mọi người trong video clip kế tiếp của Hỏi Phát Hiền. Bye bye.